Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Hoa Kỳ và đặc biệt là một nhân vật, một nữ lưu đặc biệt thưa quý vị. Và hiện nay đang nổi tiếng đình đám ở trên mạng xã hội và các diễn đàn của người gốc Việt thưa quý vị. Thì hiện nay quý vị cũng đã từng nghe tin và chúng tôi cũng đã từng đưa tin về việc ba kênh của Nguyễn Vũ Radio bị YouTube đóng cửa thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đó là do sự báo cáo của nhóm Việt Kiểm Tin và người cầm đầu là cô Dương Ca Dao hay tên tiếng Anh gọi là Cookie, và tên đầy đủ là Cookie Dương thưa quý vị. Thì cô hiện nay 22 tuổi, cô sinh năm 1998 và được gia đình bảo lãnh sang Hoa Kỳ khi cô 11 tuổi thưa quý vị. Thì có thể nói cô là một trong những người rất tích cực trong cái việc mà tấn công vào các diễn đàn, các kênh, các cá nhân mà cô cho là đưa tin giả, gây nhiễu loạn xã hội thưa quý vị, hoặc là tin thổ tả, tin bịa đặt, tin vu khống, vu cáo gì đó. Thì được biết là cô đã có cái sự gọi là kình chống với cha mẹ của cô khi mà cha mẹ của cô đi nghe theo tin tức những cái kênh, những cái đài mà lấy tên từ những người bảo thủ Cộng Hòa và bên vực ông Trump, hay ngôn ngữ người ta thường nói là những người phò theo ông Trump hay những người gốc Việt cùng Trump thưa quý vị. Cô này hiện nay là 23 tuổi, thì cô tốt nghiệp đại học năm ngoái và năm 2020 và cử nhân là ngành bàn giao quốc tế ở trường đại học Nam California. Thì có thể nói rằng là một người trẻ mới ra trường khoảng cách đây hơn một năm thưa quý vị. Thì cô cho biết là lý do mà cô lập ra cái nhóm gọi là Việt Fact Check, hay tên tiếng Việt là Việt Kiểm Tin, vì cô cho rằng là cô nhận thấy là có nhiều kênh, nhiều cá nhân, nhiều nhóm của người gốc Việt đã đưa những cái thông tin mà cô cho rằng là sai lạc, tên tiếng Anh là misinformation. Thì cô quyết định thành lập và cô kêu gọi các bạn bè của cô cũng đồng sáng lập ra cái nhóm gọi là Việt Kiểm Tin. Thì cô liên lạc với một nhóm khác và hai nhóm này là độc lập với nhau, và nhóm khác có tên là Người Thông Dịch, hay nhóm khác còn có tên là The Interpreter. Thì cả hai nhóm là theo lời cô Cookie Dương là hoạt động độc lập với nhau, không liên quan với nhau. Nhưng mà nhiều người cho rằng là nhóm của cô Cookie Dương, Việt Kiểm Tin, là một cánh tay nối dài của tổ chức Pivot, tức là tổ chức của những người gốc Việt tham gia đảng Dân Chủ, ủng hộ cho đương kim tổng thống Joe Biden, đương kim phó tổng thống Kamala Harris. Và có thể nói là đó là một trong những cái lý lẽ căn bản đối địch với nhau thưa quý vị. Một bên thì chúng ta xin nói là thuộc phe đảng Dân Chủ đương cầm quyền, và một phe là ủng hộ ông Trump, cuồng Trump, hay là theo ông Trump, theo đảng Cộng Hòa, thì đối địch với nhau. Và chúng ta cũng thấy là đã có sự đóng kênh của Nguyễn Vũ Radio. Kênh đầu tiên bị đóng là The King Radio, sau đó đến kênh Nguyễn Vũ Radio, và sau cùng là kênh NV King. Và ba kênh hiện nay đã bị đóng trên mạng YouTube thưa quý vị. Kênh cuối cùng thì theo ông Nguyễn Vũ là bị ám sát vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 10 2021.
Và chúng tôi cũng đã đưa tin là ông Nguyễn Vũ sẽ trở lại livestream trên Facebook, một cái nền tảng khác, thưa quý vị. Thì tôi đã nói rằng việc làm của cô Cúc Kỳ Dương thì được những người theo đảng Dân Chủ hay là những người theo tư tưởng của đảng Dân Chủ hết sức cổ võ, xin thưa làm như vậy. Chẳng hạn như là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái bút hiệu là Mẹ Nắm thì rất là ủng hộ cho nhóm Việt Kiểm Tin và đưa những cái tin tức từ Việt Kiểm Tin, thưa quý vị, và đã có cái sự gọi là lên tiếng của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đối với ông Nguyễn Vũ, hay còn gọi là kênh Nguyễn Vũ Radio, và bà cổ suý cho việc làm của nhóm Cúc Kỳ Dương này. Thì trên màn hình quý vị thấy là có những thành viên tích cực hay là sáng lập viên của tổ chức Việt Kiểm Tin. Ngoài cô Cúc Kỳ Dương thì còn có cô Jedi, cô Evelyn làm về tài chính, cô Ashley, cô Tegan. Thì xin thưa quý vị là toàn là tên tiếng Mỹ, làm ra chúng tôi cũng không biết là những người này là người gốc Việt hay là người gốc Á Châu khác, nhưng mà đều mang tên tiếng Mỹ, thưa quý vị. Và theo những thông tin ngoài luồng thì cho biết rằng nhóm Việt Kiểm Tin hiện nay đã có trên 60 thành viên. Ngoài những thành viên cốt cán mà quý vị thấy trên màn hình thì còn có những thành viên khác. Họ có thể nói là nghe ngóng các kênh của người gốc Việt, và sau đó nếu mà họ thấy có những sai trái gì đó, có những sự mà họ cho rằng là thông tin thổ tả, thông tin không đúng sự thật, thông tin mang tính chất vu khống, nói không thành có chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ báo cáo với YouTube. Mục đích của họ là làm trong sạch truyền thông như họ nói, thưa quý vị. Nhưng mà mục đích tối hậu cuối cùng theo chúng tôi là đánh sập kênh, làm mất đi những cái tiếng nói mà họ cho rằng là những đại địch thủ, những kẻ thù của sự thật, mở ngoặc đó kép là những kẻ thù của truyền thông đánh vặt, thưa quý vị. Thì đó là những cái mà phía bên Việt Kiểm Tin, chúng tôi thì thật ra cũng chẳng biết những cô này là ai cả, thưa quý vị, nhưng mà có thấy trên các diễn đàn thì họ rất tích cực trong cái việc mà họ cho rằng là có cái thông tin sai lệch làm cho cái nhận thức của cộng đồng người gốc Việt bị sai lệch. Và cô Cúc Kỳ Dương hoạt động rất tích cực, thưa quý vị, ngoài việc mà gọi là theo dõi những kênh truyền thông ở hải ngoại thì cô còn liên lạc với những kênh truyền thông của đảng Dân Chủ hay là những kênh truyền thông ủng hộ đảng Dân Chủ, và cô xuất hiện trên đó rất nhiều. Và đặc biệt là trong tuần vừa qua, vào ngày 13 tháng 10 thì đã có một cuộc lên tiếng của MC John Oliver của chương trình SBO, thưa quý vị. Thì trong đây cũng xin nói về nhân vật MC John Oliver, là một nhà truyền thông rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, và có thể nói rằng ông đã đoạt nhiều giải thưởng lớn của ngành truyền thông Hoa Kỳ và đã trở thành một cái hiệu ứng John Oliver ở trong ngành truyền thông Hoa Kỳ, và những lời nói của ông là được coi như là một sự trung thực, thưa quý vị, đối với người Hoa Kỳ, và tạo nên một cái hiện tượng như thế. Và ông đã dùng cái chương trình SBO để mà tấn công vào một số kênh truyền thông gốc Việt, và cô Cúc Kỳ Dương này là một trong những người được sự phỏng vấn của MC John Oliver. Và cô đã đem những cái câu chuyện trong cộng đồng của người gốc Việt đến với cho ông MC John Oliver, và từ đó thì đã có một cái chương trình của SBO, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng việc làm của cô thì cũng có người tán thưởng và cũng có những người không tán thưởng, thưa quý vị.
Quý vị nào đồng ý với nhóm Việt Kiểm Tin xin cho số 1. Quý vị nào không đồng ý với việc làm của Việt Kiểm Tin thì xin cho con số 0 để cho khán thính giả khắp nơi có thể nhìn vào như là một cuộc trưng cầu nho nhỏ để mà biết được việc làm có chính nghĩa hay không, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện của Việt Kiểm Tin và của cô Dương Ca Dao, hay còn gọi là Dương Cúc Kỳ. Và đương nhiên thì chúng tôi cũng làm truyền thông, cho nên là chúng tôi cũng không theo phe phái nào và cũng đưa tin một cách cân bằng, trung thực, minh bạch, thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thư đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.